Hai lúa đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay chúng ta tiếp tục series về ITBA Documentation. Trong bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về BRD và SRS. Ở trong các bài trước, chúng ta đã nói về các cái nội dung về mặt các đầu mục, các cái cách dàn trang, các cái key area. Thì trong bài này, mình sẽ không nói về việc trình bày những cái nội dung đó, mà mình muốn nói những cái yếu tố xung quanh, những cái thuộc tính xung quanh liên quan tới việc mà các bạn trình bày BRD và SRS. Đầu tiên, các bạn sẽ thấy là nói về đặc tính của BRD và SRS. Nó là một cái tài liệu mô tả rõ yêu cầu nghiệp vụ và thiết kế của tất cả các sản phẩm. Sản phẩm có thể là một sản phẩm trọn vẹn, hoặc là một cái phân hệ, một cái chức năng tính năng, hoặc là chỉ là một cái điều chỉnh nhỏ. Khi mà chúng ta làm BRD hoặc là chúng ta làm SRS, càng chi tiết, càng rõ ràng thì thành viên dự án càng dễ làm việc. Một trong những yếu tố mà các bạn thường gặp đó là các bạn đôi khi trình bày khá là hời hợt về các cái nội dung liên quan tới BRD, SRS, cũng như là chúng ta thường có những cái cứng nhắc về việc là phải làm BRD riêng, làm SRS riêng. Chúng ta cũng có những cái cứng nhắc là BRD và SRS là hai cái tài liệu hoàn toàn độc lập với nhau và hai tài liệu này nó phải có những đặc tính riêng biệt. Nói thiệt với các bạn là các bạn làm BRD, SRS riêng cũng được, hoặc là các bạn gộp cả hai trong một cũng được. Về mặt bản chất, cái cấu trúc của hai cái tài liệu này gần như là tương tự nhau, nó không có cái gì khác biệt nhiều cả. Và cái khác biệt lớn nhất của nó nằm ở chỗ là BRD, nó nói về business requirement, nó nói về những yêu cầu về mặt nghiệp vụ. Còn SRS, khi mà chúng ta có những cái yêu cầu nghiệp vụ được cái phân tích rõ ràng rồi thì chúng ta sẽ thiết kế nên cái sản phẩm đầu ra để mà thỏa mãn những cái yêu cầu nghiệp vụ đó. Cái mối quan hệ nó là như vậy. Và từ đó chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp giữa BRD, SRS trong một tài liệu. Trong một tài liệu chúng ta chỉ cần tách bạch rõ là phần này nói về business, phần kia nói về system và hai phần đó nó nhất quán, nó tương quan với nhau thì đảm bảo được cái chất lượng đầu ra của một cái tài liệu rồi. Đó là một trong những yếu tố mà các bạn hãy nhìn nhận đơn giản hơn để mà chúng ta có những cái viết tài liệu nó thoải mái, nó không có bị gò bó, cũng như là chúng ta viết tài liệu sao cho mà cái quan trọng nhất đó là có tài liệu để mà chúng ta gửi cho dev, gửi cho QC để làm việc, cũng như chúng ta có những cái tài liệu để mà chúng ta có thể truyền lại cho những cái thế hệ tương lai. Đó mới là cái mục tiêu hàng đầu. Còn về mặt nội dung, đúng, chúng ta sẽ có những cái lý thuyết chuẩn về việc tài liệu nó phải tách bạch ABC với những cái đầu mục XYZ gì đó. Tuy nhiên, những cái đó là mặt lý thuyết thôi. Còn trong thực tế, các bạn thấy là đôi khi nhiều nơi làm người ta cũng chẳng có tài liệu nữa, hoặc là làm tài liệu rất là hời hợt. Thì cái yếu tố đầu tiên mà các bạn cần phải quan tâm đó là chúng ta hãy làm một tài liệu chuẩn chỉnh đi. Đừng có đặt nặng cái việc là phải BRD hay là SRS gì cả. Cứ có tài liệu đó là đáng quý rồi. Còn không có tài liệu thì các bạn sẽ phải gánh rất nhiều hậu quả về cái việc mà các bạn làm sau này nó không có được rõ ràng, nó không có được đầy đủ các cái nội dung, hoặc là các bạn, các thế hệ sau này chúng ta sẽ bị chửi rủa là vì chúng ta không có làm tài liệu, dẫn tới các thế hệ sau này các bạn không có tài liệu để mà follow theo. Thì các bạn hãy quan trọng là chúng ta cứ viết tài liệu đi, đừng quan tâm nó là tài liệu gì. Có tài liệu lưu vết lại những cái nội dung phân tích đó là rất đáng quý rồi. Còn tài liệu nó viết dễ hay không, quan trọng là chúng ta nắm những cái nguyên tắc viết thôi. Chúng ta đã có những cái nguyên tắc viết từ xuyên suốt cái series này. Các bạn thấy là khi mà có những nguyên tắc viết đó, chúng ta rất là dễ dàng. Chúng ta cứ ứng dụng và chúng ta thông qua cái quá trình mà chúng ta tích lũy kinh nghiệm, nó sẽ rất là dễ dàng trong quá trình mà các bạn làm tài liệu thôi. Ok, quay lại BRD và SRS, chúng ta có những cái phương pháp tiếp cận như thế nào? Thực ra cái phương pháp tiếp cận nó không phải là khó. Chủ yếu các bạn gặp một cái vấn đề là khi mà các bạn được yêu cầu viết tài liệu, các bạn hãy có một cái tâm lý là bây giờ viết cái gì bây giờ, làm sao viết, biết bắt đầu từ đâu, vân vân. Thì chúng ta hãy bắt đầu bằng việc lên cái template, xây dựng cái template, dàn trang, dàn các đầu mục chính cho BRD và SRS. Các cái đầu mục này thì mình cũng đã nói ở clip 2 của cái series này rồi. Cái lý do tại sao chúng ta lại đi xây dựng template, mặc dù chúng ta đã xây dựng rồi, chúng ta đã có những cái template để mà chúng ta sử dụng rồi, nhưng tại sao chúng ta lại đi xây dựng từ đầu khi mà chúng ta lại bắt đầu với tài liệu? Cái lý do chính đó là trong trường hợp các bạn chưa bắt nhịp, các bạn chưa đi vào được cái guồng viết, thì cái việc lên template nó sẽ giúp cho chúng ta tạo cái guồng viết tài liệu, tạo cái nhịp độ, tạo cái động lực. Chúng ta sẽ thấy sao? Giống như chúng ta chơi thể thao thôi, chúng ta chưa có đạt phong độ hay là chúng ta chưa nóng máy thì chúng ta sẽ rất khó để mà chúng ta có thể đạt thành tích cao. Cái việc viết tài liệu nó cũng tương tự như vậy. Khi mà chúng ta không có tạo gì đó cho chúng ta đề ba lên, không có tạo gì đó cho chúng ta nóng máy lên thì chúng ta sẽ rất là khó viết tài liệu. Sau khi mà các bạn đã dàn trang ra rồi,
các bạn đã lên được các cái đầu mục chính rồi thì bây giờ bắt đầu cái tư duy viết là viết như thế nào. Cái tư duy chúng ta sẽ sử dụng vào mô hình Beckham. Bạn nào mà chưa biết mô hình Beckham thì các bạn hãy xem video clip này của Hai Lúa trong series Trở Thành ITBA. Các nội dung về mặt Beckham mình đã giải thích trong đó. Quay lại, các bạn sẽ thấy là chúng ta không cần phải viết hết tất cả mọi cái yêu cầu liên quan tới Beckham đâu. Tất cả mọi nội dung chúng ta sẽ bóc ra 4 cái keyword để mà chúng ta có thể phát triển cái tư duy. 4 keyword đó là context, needs, solution và value. Context là gì? Là cái hoàn cảnh, cái tình huống. Khi mà các bạn viết tài liệu, chắc chắn tài liệu đó sẽ nói về một cái hoàn cảnh, một cái tình huống, một cái hiện trạng nó như thế nào. Từ cái hoàn cảnh, từ cái tình huống, từ cái hiện trạng đó, nó sẽ có needs. Needs là gì? Là problem và opportunity, tức là vấn đề và cơ hội. Khi các bạn viết tài liệu, cái dự án đó, cái sản phẩm đó, nó sẽ có vấn đề của nó, cái cơ hội của nó. Chúng ta hay gọi là problem statement. Chúng ta sẽ đi theo cái vấn đề là cái tài liệu này nói về cái hoàn cảnh, cái tình huống, cái hiện trạng. Cái hiện trạng đó đang có những cái vấn đề gì, đang có những cơ hội gì. Chúng ta viết cái tài liệu này để mà đưa ra cái giải pháp nào liên quan những cái vấn đề, những cái cơ hội đó. Cái giải pháp đó nó sẽ cho chúng ta cái giá trị, cho chúng ta cái lợi ích gì trong cái hoàn cảnh, trong cái tình huống. Thì những cái giá trị này nó thể hiện cái chuyện là sau khi làm xong dự án rồi thì chúng ta mang lại cái mục tiêu, mang lại cái giá trị gì, mang lại cái lợi ích gì cho tất cả các stakeholder. Thì cái tư duy chung là gì? Tư duy chung là bất kỳ tài liệu nào nó cũng cần phải có mục đích. Mục đích của nó để mà giải quyết vấn đề cơ hội gì. Để giải quyết vấn đề cơ hội đó thì cái tài liệu này đề cập tới cái giải pháp gì. Và cái giải pháp đó cuối cùng mang lại lợi ích gì. Thì phần còn lại là gì? Chẳng qua là chúng ta đặt tả chi tiết làm sao để mà làm được cái giải pháp đó thôi. Đúng không? Chẳng qua là vậy thôi. Cái tài liệu nó rất là đơn giản. Cái việc mà chúng ta đặt tả chi tiết thì nó bao gồm là đặt tả chi tiết về mong muốn, về nhu cầu, về hiện trạng, về cái đề xuất của các bạn. Cũng như là bây giờ làm sao để mà chúng ta xây dựng được cái sản phẩm phần mềm với các chức năng, tính năng như thế nào, với các use case như thế nào, với các cái UI, UX như thế nào, vân vân và vân vân, để mà xây dựng được cái solution thôi. Cái mệt của viết tài liệu đó là viết nhiều, nhiều nội dung. Còn lại về mặt nguyên tắc tư duy, nó cũng chỉ có nhiêu đây thôi. Và chúng ta vẫn chỉ quay về cái mô hình Beckham, cái võ công trấn phái của phái BI chúng ta. Tất cả mọi thứ đều Beckham để có thể giải quyết được hết. Ok, thì tổng quan về mặt trình bày, chúng ta sẽ có phần giới thiệu về mặt tài liệu, tổng quan về mặt sản phẩm, mô tả mô hình tổng quát của sản phẩm, đặc tả chi tiết, UI, UX, non-functional requirement, những yêu cầu phi chức năng và những cái điều kiện nghiệm thu, product acceptance criteria. Những cái này thì các bạn thấy ở clip số 2 chúng ta đã nói rồi, và BRD hay SRS nó cũng tuân thủ những cái này thôi. Chẳng qua là BRD nó chỉ nói đơn thuần về yêu cầu nghiệp vụ, thì SRS nó sẽ mô tả chi tiết hơn, rõ ràng hơn là với những yêu cầu nghiệp vụ đó, với những mong muốn đó của user thì chúng ta thiết kế xây dựng nên cái sản phẩm như thế nào hết. Còn lại ở phần đặc tả chi tiết, các bạn chỉ việc áp dụng mà user story, rồi use case, rồi business process, rồi workflow, rồi activity diagram, state machine diagram, sequence diagram, rồi vẽ UI, UX vân vân và vân vân. Các bạn chỉ cần sắp xếp lại thôi cho nó thành một cái sự trật tự, thứ tự lớp plan là các bạn xong tài liệu. Lưu ý, đầu tiên khi mà các bạn trình bày các cái nội dung về mặt phân tích của các bạn lên Jira hay Trello, bản chất nó không phải là các bạn viết tài liệu. Đã gọi là tài liệu thì nó phải có các nội dung chuẩn chỉnh, từ trang bìa, trang theo dõi, ký tá, các nội dung tổng quan tới chi tiết. Nó là một cái document, một cái văn bản, một cái tập san, hoặc đôi khi nó vui là nó giống như cái luận văn đại học, luận văn cao học của các bạn đó. Cái việc mà các bạn trình bày từng ticket, từng cái nội dung đó trên Trello hay là Jira, nó không phải là các bạn làm BRD, SRS. Cái đó chỉ là những cái task làm việc về mặt project management thôi. Cái vấn đề tiếp theo đó là nói về tài liệu, nếu như các bạn dùng Jira thì nó phải liên quan tới việc là các bạn bổ sung cái tài liệu trên Confluence thì nó mới thật sự là làm tài liệu. BRD, SRS là nơi làm rõ, mô tả chi tiết ý tưởng sản phẩm chứ không phải là nơi liệt kê ý tưởng. Cái việc mà các bạn liệt kê ý tưởng, các bạn liệt kê một list trên Excel cũng được, các bạn liệt kê một list trong một cái note cũng được. Để một cái sản phẩm có thể được viết vào BRD, chúng ta phải qua rất là nhiều công đoạn. Chúng ta phải qua các công đoạn về deep dive, về nghiên cứu thị trường, về validation. Chứ không phải là chúng ta một phát chúng ta lên ý tưởng rồi chúng ta quăng cái ý tưởng nó vào BRD thì bạn dev phải ngồi phân tích, bạn ấy phải tự code cho chúng ta cái ý tưởng đó. Làm gì có chuyện như vậy.
Cho nên là BID SRS là nơi làm rõ, mô tả chi tiết ý tưởng sản phẩm chứ không phải là một nơi liệt kê ý tưởng. Và cuối cùng là BID SRS là cực kỳ quan trọng trong dự án. Rất quan trọng luôn. Không có BID SRS đó, thực sự cái dự án nó rất là khổ, và càng ngày mọi người càng thấy được cái tầm quan trọng của việc viết tài liệu, và chúng ta phải làm sao càng ngày càng viết tài liệu một cách tốt nhất, chứ không thể nào mà kiểu là làm tài liệu một cách nhắm mắt mà làm, rồi cuối cùng là chúng ta sẽ không có bất kỳ một cái tài liệu nào để mà lưu lại cái quá trình phân tích cũng như là mang lại những cái thông tin cho những cái thế hệ kế cận. Một số cái tips về BID và SRS. Thứ nhất, nó vẫn quay về câu chuyện là chúng ta phải trình bày từ tổng quan tới chi tiết. Cái này là cái nguyên tắc chung rồi, một cái phân tích tổng quan rồi sau đó tới một cái phân tích chi tiết. Lý do vì sao? Là vì tùy vào cái đối tượng người đọc, người ta sẽ có những nhu cầu đọc tổng quan chung thôi, hay người ta sẽ có những nhu cầu về mặt đọc hết chi tiết. Chúng ta không thể nào bắt những cái level cao như là CEO, CTO đọc hết tất cả tài liệu để mà nắm tổng quan được, không thể. Chúng ta sẽ phải làm sao để mà người ta chỉ cần đọc những cái trang đầu tiên là người ta biết sản phẩm nó như thế nào ra sao là đủ. Về mặt trình bày, chúng ta luôn phải tuân thủ business trước, system sau. Tại vì sao? Tại vì system được thiết kế dựa trên sự thấu hiểu về mặt business. Chúng ta không thể nào cầm đèn chạy trước ô tô, chúng ta thiết kế lên cái hệ thống rồi bắt các bạn stakeholder, rồi bắt các bên liên quan thấu hiểu được. Rồi bắt các bên liên quan xài những cái người ta không cần thiết, xài những cái người ta không mong muốn. Không thể nào. Một trong những nguyên tắc mà các bạn thấy là bất di bất dịch luôn, chúng ta không thể nào mà chúng ta cứ bay thẳng vào cái việc mà mô tả system. No, chúng ta phải qua giai đoạn phân tích nghiệp vụ cái đã. Mô tả chi tiết các bạn nên dựa trên hành trình của sản phẩm, một đất journey, tức là một cái sản phẩm khi người ta cầm tới, người ta sẽ bắt đầu từ đâu và người ta kết thúc ở đâu. Cần làm rõ thì mô tả bằng lời, cần dễ hình dung thì vẽ diagram, workflow để mà chúng ta mô tả những cái nội dung mà chúng ta muốn truyền đạt, mô tả những cái thông điệp mà chúng ta muốn truyền đạt theo cái nhu cầu của chúng ta. Chúng ta không được có cố định là cái tài liệu đầy diagram trong đó, hay chúng ta cũng không cố định là không được phép viết chữ trong cái tài liệu của chúng ta linh hoạt sử dụng thôi. Và cuối cùng nha, đừng có thiếu những cái nội dung liên quan tới non-functional requirement và những nội dung liên quan tới risk management, tức là quản trị rủi ro. Đây là những nội dung mà thật sự rất nhiều BA từ trẻ cho tới những BA lão làng vẫn bị. Những cái nội dung liên quan tới non-functional requirement, yêu cầu phi chức năng, và những nội dung liên quan tới risk management, quản trị rủi ro, đó là những nội dung mà nó quyết định tới tính sống còn của một cái sản phẩm. Một cái sản phẩm mà không đáp ứng được những yêu cầu phi chức năng, không đáp ứng được những yêu cầu về mặt rủi ro thì có thể là các bạn làm xong dự án đó mà dự án không thể nào launching, không thể nào go live, không thể nào đưa ra thị trường được. Video clip này chúng ta sẽ không nói nhiều về cái việc trình bày, tại vì chúng ta đã nói ở các clip trước những cái nội dung này. Để mọi người lưu ý là BRD, SRS thật sự nó không khó. Cũng như là chúng ta chỉ cần nắm bắt những cái yếu tố về mặt trình bày, về mặt những cái key area, và chúng ta cứ việc là hãy viết, có gì cứ viết đi. Có chuyện gì không nghĩ ra thì cứ viết vào. Từ từ cái guồng viết nó sẽ giúp cho các bạn bắt nhịp vào cái luồng suy nghĩ và sẽ cho các bạn một cái nhịp độ, một cái guồng quay về viết tài liệu nó sẽ nhanh gọn lẹ hơn. Ngoài ra, BRD SRS là một cái tài liệu rất quan trọng. Nó đòi hỏi chúng ta phải dành nhiều thời gian cho nó, có thể nói là 70 tới 80% thời lượng của một người BA để ngồi viết tài liệu. Thì những cái này có thể là ban đầu cảm giác mất thời gian đó, nhưng mà về mặt chạy đường dài các bạn sẽ tiết kiệm rất rất nhiều thời gian. Cho nên là đừng bao giờ bỏ cái qua cái tài liệu BRD SRS này. Cuối cùng, hãy nhớ là BRD SRS không phải là những cái nội dung chúng ta viết trên Jira, chúng ta viết trên Trello, mà BRD SRS nó là một tài liệu trọn vẹn. Có bìa, có mục lục, có nội dung, có mở bài, thân bài, kết bài đàng hoàng. Chứ không thể nào là một cái tài liệu bằng một cái kiểu là viết từng cái ticket trên những cái phần mềm quản lý dự án được. Hãy đặt tâm của mình vào trong các cái tài liệu BRD hay là SRS. Hai luôn, chào các bạn.